Thưa quý vị và bà con, tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, do tình hình nguồn lợi thủy sản ngày một giảm, cộng với dịch COVID-19 bùng phát gây khó khăn cho sản xuất, nên sản lượng khai thác thủy hải sản năm 2021 của tỉnh khó có thể đạt kế hoạch đề ra. Trước thực trạng trên, mới đây Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng để bù đắp cho toàn ngành thủy sản hoàn thành nhiệm vụ. Đó là nội dung mở đầu của chuyên đề khuyến ngư kỳ này. Báo cáo tuần đầu tháng 8 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, nên nhiều phương tiện khai thác thủy sản trong tỉnh đã nằm bờ. Sản lượng khai thác sụt giảm nhiều so với trước đây. Cụ thể, tuần lễ đầu tháng 8, toàn tỉnh chỉ khai thác được 820 tấn thủy hải sản các loại. Nâng tổng sản lượng khai thác thủy hải sản từ đầu năm đến nay được 47.440 tấn, đạt 59,8% kế hoạch, giảm 3.825 tấn so cùng kỳ. Bên cạnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thì tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản khiến cho nhiều chủ tàu khai thác thủy sản không mặn mòi ra khơi. Chính vì vậy, theo nhận định của ngành nông nghiệp, năm 2021 khó có thể hoàn thành kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về sản lượng khai thác. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh ngoài việc triển khai thực hiện tốt quyết định số 48 của Chính phủ đã ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2010 về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, gồm các chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh GPS và hỗ trợ thuyền viên. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đề xuất Trung ương đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp cảng cá Định An kết hợp khu neo tránh trú bão huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, công suất thiết kế nâng công suất các tàu lên 400 mã lực, dự kiến kinh phí đầu tư 293 tỷ đồng để đảm bảo cho hậu cần nghề cá. Trước mắt, để hoàn thành chỉ tiêu toàn ngành, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng để bù đắp. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, đây là giải pháp có cơ sở bởi vì thực tế cho thấy từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, song tình hình nuôi thủy sản vẫn phát triển tốt. Nông dân trong tỉnh đã thả nuôi 5,89 tỷ con tôm và cá giống các loại, diện tích 50.419 ha và đã thu hoạch 94.208 tấn, đạt 59,55% kế hoạch, tăng 8.640 tấn so cùng kỳ. Trong này phát triển tốt nhất là nuôi thủy sản nước mặn, nước lợ. Ở khu vực này, nông dân đã thả nuôi 1,32 tỷ con tôm sú giống, diện tích 21.159 ha, 4,18 tỷ con tôm thẻ chân trắng, diện tích 6.519 ha. Trong đó nuôi thâm canh mật độ cao 1,37 tỷ con, diện tích 745,6 ha, 143,8 triệu con giống cua biển, diện tích 19.693 ha, 396 tấn giống nghêu, diện tích 450 ha, thu hoạch 51.618 tấn tôm cua cá. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, những cơn mưa bất thường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh, gây thiệt hại 174 triệu con tôm sú, chiếm 13,2% lượng con giống thả nuôi, diện tích 1.108 ha và 460 triệu con tôm thẻ chân trắng, chiếm 11.000 lượng con giống thả nuôi, diện tích 719 ha. Tôm chết chủ yếu nuôi trong ao đất, giai đoạn từ 20 đến 40 ngày tuổi, do bệnh đốm trắng, đỏ thân, hoại tử gan tụy, đường ruột và di bào tử trùng. Như vậy, nếu với tình hình phát triển như thế này, cùng với sự cải tiến kỹ thuật nuôi, quản lý và chăm sóc tốt vật nuôi, thì dự báo kết quả sản lượng nuôi trồng thủy sản sẽ có khả năng bù đắp sản lượng sụt giảm của lĩnh vực khai thác. Để thực hiện tốt giải pháp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chi cục Thủy sản, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện thị kết hợp chính quyền địa phương tuyên truyền nông dân phát triển nuôi trồng thủy sản đúng kỹ thuật. Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có giải pháp kịp thời. Trung tâm khuyến nông tỉnh Trà Vinh tăng cường hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để sản xuất đạt hiệu quả cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đã đề xuất dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, công suất thiết kế hạ tầng giao thông 6 cầu, xây dựng mới đường giao thông chiều dài 15,5 km, hạ tầng thủy lợi, nạo vét và đào mới kênh chiều dài 27 km, xây dựng mới 3 cống, hạ tầng điện trung thế và hạ thế chiều dài 35,5 km, dự kiến kinh phí đầu tư 428 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung công văn số 4906 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đánh giá tình hình nông sản đến kỳ thu hoạch, xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản, tiêu thụ cụ thể trong điều kiện dịch bệnh, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và có phương án phòng trừ kịp thời, rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho mùa vụ sản xuất tiếp theo, giúp nông dân đảm bảo nông sản được thu hoạch kịp thời, không ứ động, ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng tham gia chuỗi sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị, nhằm đa dạng hóa đối tượng vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ổn định môi trường, hạn chế sử dụng thuốc và hóa chất, có thể tận dụng được diện tích ao nuôi cá tra cá lóc kém hiệu quả nhằm tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện mô hình cá tra lóc cườm kết hợp với cá sạc rằn tại huyện Trà Cún, bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tham quan mô hình nuôi cá tra lóc kết hợp với cá sạc rằn tại huyện Trà Cún. Sau khi được sự chấp thuận tài trợ phí dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là dự án ICISL, Trung tâm Khuyến nông kết hợp chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và bình chọn hộ nông dân tham gia mô hình. Kết quả có 9 hộ dân ở xã An Quảng Hữu và Lưu Kiệp Anh, huyện Trà Cún có quyền chọn và đủ điều kiện về ao hồ và lao động được chọn tham gia thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá thác lát kết hợp cá sạc rằn với 9.000 m2 ao hồ. Đây cũng là vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt của huyện Trà Cún. Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là ICISL, hỗ trợ 50% con giống, 50% thức ăn, 50% dụng cụ đo môi trường và một phần men tiêu hóa với tổng kinh phí hỗ trợ 420.025.000 đồng. Bên cạnh đó, hộ tham gia thực hiện mô hình đối ứng 50% tổng kinh phí còn lại cùng với chi phí cải tạo ao, công chăm sóc và quản lý ao nuôi. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ thuật 12 lớp, 3 hội thảo đầu bờ, 3 cuộc hội thảo tổng kết và 6 lớp tập huấn nhân rộng và cử 2 cán bộ trực tiếp theo dõi thực hiện mô hình. Thực tế cho thấy cá thác lát sống được ở khu vực nước có lượng oxy thấp nhờ cơ quan hô hấp phụ. Trong điều kiện tự nhiên, cá sống ở tầng giữa và tầng đáy. Ban ngày cá thường ẩn nấp trong đám thực vật thủy sinh. Ban đêm các hoạt động nhiều hơn, cá bơi lội chậm nhẹ nhàng, dây hậu môn hoạt động liên tục như làn sóng. Cá thích sống trong môi trường có nhiều thực vật thủy sinh lớn là loài ăn tạp thiên về động vật. Cá có thể ăn côn trùng, giáp xác nhuyễn thể, cá con, phiêu sinh vật, rễ thực vật thủy sinh. Trong khi cá sặc có thể ăn các bùn bã hữu cơ, thực vật phiêu sinh, động vật phiêu sinh, mầm non thực vật, cũng như các loại thực vật thủy sinh mềm trong nước. Do tập tính sống của hai loại cá này nên có thể nuôi ghép ngoài mục đích đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi, còn là một giải pháp nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường ao nuôi do thức ăn dư thừa gây ra, giảm chi phí xử lý môi trường cũng như tăng thêm thu nhập cho người nuôi. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện dự án, hầu hết các hộ nuôi áp dụng đúng theo quy trình kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật hướng dẫn như chọn giống trại có uy tín. Cá thác lát kích cỡ 12-14cm, sạc rằn 3-4cm, cho ăn thức ăn từ 35-40% đạm, bổ sung vitamin C và men tiêu hóa, định kỳ sử dụng vôi để nâng pH nước ao và bón xung quanh bờ ao, thời tiết thay đổi khi mưa lớn, chăm sóc và quản lý ao nuôi tốt, theo dõi tốc độ phát triển của cá định kỳ, chài cân trọng lượng cá và điều chỉnh lượng thức ăn. Qua kiểm tra cho thấy, sau 4 tháng nuôi, trọng lượng bình quân của cá thác lát 180g trên con, tỷ lệ sống 83%, cá phát triển tốt. Về phần thạc rằn thì nhỏ thì nó cũng ăn phẩm, rồi khi nó lớn lên thì bắt đầu nó ăn cái chất thải của thác lát, rồi tảo này kia thì nó ăn, rồi cái môi trường nước nó sạch đẹp hơn. Dự án đã triển khai đến thời điểm này là 4 tháng. Thì các cái mô hình dự án triển khai cho các hộ dân trên địa bàn Lưu Nghiệp Anh cũng như An Quang Hữu thì đến thời điểm này cá phát triển rất là tốt và đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Trọng lượng đến thời điểm này thì cá thác lát nó khoảng là 200g con, và cá sạc rằn thì nó khoảng là 55g trên con. Thì dự kiến là sau nuôi tiếp cho bà con mình nuôi tiếp thời gian là khoảng 2 tháng nữa là khoảng 6 tháng thì cái trọng lượng cá thác lát cũng như sạc rằn đã đạt kích cỡ thương phẩm. Thì tới thời điểm đó thì sau cái kết thúc mô hình thì bà con sẽ có lợi nhuận tương đối cao,
là trung bình là khoảng gần 30 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Như vậy, mức lợi nhuận mô hình nuôi kết hợp cá thác lát và cá sạc răng là khoảng 30% so với mức đầu tư và cao hơn 15% so với nuôi đơn. Đặc biệt, thông qua mô hình, Trung tâm Khuyến Nông Trà Vinh còn tổ chức 12 lớp tập huấn cho 333 lượt người nông dân, cộng đồng trong khu vực tham quan quy trình nuôi cá thác lát cơm kết hợp cá sạc răng. Giờ bà con áp dụng mô hình này và đang hứa hẹn một mùa bội thu, mở ra hướng đa dạng hóa đối tượng vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ý thức hạn chế sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Thưa quý vị, hiện nay nhiều vùng nước ngọt, nông dân tận dụng diện tích mặt nước có sẵn trong mương vườn để thả nuôi cá tăng thu nhập. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu kỹ thuật nuôi cá trong mương vườn dừa. Trước hết, chúng ta hiểu mô hình này thực chất là tận dụng diện tích mặt nước có sẵn trong mương vườn để tăng thu nhập, tận dụng được các sản phẩm dư thừa trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt để làm thức ăn cho cá, góp phần cải thiện điều kiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nếu không thiết kế việc trồng dừa đúng cách thì sẽ gặp những hạn chế trong quá trình nuôi cá như sau. Hệ thống mương vườn thường được nhiều cây che phủ rậm rạp nên bề mặt thường thiếu ánh sáng và kém thông thoáng. Mương có chiều rộng hẹp, chiều dài thường quá dài, khó cho việc chăm sóc và thu hoạch cá. Nông hộ thường sử dụng nhiều loại phân bón, thuốc và kích thích sinh trưởng để chăm sóc, cả ảnh hưởng đến môi trường sống của cá. Như vậy, muốn kết hợp trồng dừa và nuôi thủy sản, chúng ta áp dụng đúng kỹ thuật ngay từ khi thiết kế vườn dừa. Mặt mương rộng lớn hơn hoặc bằng 2 m, đáy mương lớn hơn hoặc bằng 1,5 m, sâu mức nước lớn hơn hoặc bằng 0,8 m. Các mương có thể liên thông nhau hoặc ngăn thành từng mương theo liếp dừa. Mương đuôi không quá rậm rạp, cần có độ thoáng để ánh nắng chiếu vào ít nhất 30% bề mặt. Bờ mương cao chắc chắn, không trò rỉ, không hang hóc làm nơi trú ẩn cho các sinh vật hại cá. Độ nghiêng đáy mương từ 3-5%, mỗi mương nuôi cần ít nhất là một cống. Nếu hai cống thì đặt một cống cấp, một cống thoát về hai phía của mương nuôi. Kích thước cống tùy thuộc vào kích thước mương nuôi. Chuẩn bị mương đuôi, tát cạn nước, dọn cỏ và tu bổ bờ, cống rãnh, sên vét bùn đáy chỉ giữ lại một lớp từ 10 đến 20 cm, bón vôi diệt tạp và mầm bệnh với liều lượng từ 7 đến 10 kg trên 100 m vuông. Nếu ao mới đào nên bón từ 10 đến 15 kg trên 100 m vuông, giúp hạ phèn đất và nước, ổn định pH nước, diệt các tạp địch hại và cả các mầm bệnh trong ao,
làm lắng chìm các chất hữu cơ lơ lửng, phòng bệnh cho tôm cá. Sau đó tiến hành lấy nước vào từ 30 đến 40cm để khoảng 3-4 ngày, sau đó tiến hành diệt cá tạp. Có hai loại sau đây để diệt cá: bột trà chứa saponin 10-13%, dùng 0,7-0,8kg trên 100m³ nước. Dây thuốc cá đập dập, dùng 0,3-0,4kg trên 100m³. Sau khi diệt tạp xong, ta tiến hành gây màu nước. Gây màu có thể dùng một trong hai loại sau: phân chuồng liều lượng từ 20-30kg trên 100m² nước ao nuôi, phân vô cơ NPK 0,2-0,3kg trên 100m³ nước ao nuôi, nên bón vào lúc có nắng. Màu nước tốt nhất cho sự phát triển của cá là màu xanh đọt chuối non. Cách chọn cá giống và thả cá. Nuôi kết hợp với mương dừa là các loại cá nước ngọt như cá rô phi, cá chép, cá trắm cỏ, cá trê, cá thác lát. Tùy theo điều kiện nguồn thức ăn của gia đình và nhu cầu thị trường mà người nuôi chọn con nuôi thích hợp. Khi chọn giống nên lựa chọn các cơ sở cung ứng con giống có uy tín, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc con giống, được các cơ quan chức năng kiểm định về chất lượng con giống, quan sát cá giống phải đều cỡ, không dị hình, dị tật, không bị xây xác. Các hoạt động nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động. Màu sắc cá sáng đẹp, không bị đốm đỏ hay có các dấu hiệu khác về màu sắc. Thời điểm thả cá giống tốt nhất vào buổi sáng hoặc chiều mát. Tránh thả cá vào lúc trời đang mưa to hay nắng gắt, có thể làm cá bị sốc nhiệt yếu dẫn đến cá chết. Mật độ thả cá phù hợp. Nếu thả cá quá dày, môi trường nước thiếu oxy, cá cũng không lớn được. Tùy vào hình thức nuôi mà mật độ khác nhau. Nuôi ghép trong mương khoảng từ 1 đến 2 con trên 1m² để hạn chế cá nổi đầu, giúp cá sinh trưởng nhanh và giảm thấp hệ số tiêu tốn thức ăn. Cách cho ăn. Trong ngày nên cho cá ăn khi trời còn mát, buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ, chiều từ 5 giờ đến 6 giờ. Mùa hè trời nắng nóng, nhiệt độ tăng nên thức ăn phân bón bị phân hủy nhanh, làm ao bẩn dẫn đến thiếu oxy cho cá, do đó cần giảm lượng thức ăn và phân bón. Trời lạnh cá hấp thu thức ăn kém nên giảm lượng thức ăn cho cá. Trong quá trình cho cá ăn cần thực hiện theo 4 định: định số lượng thức ăn, định chất lượng thức ăn, định vị trí cho ăn, định thời gian cho ăn. Hiện nay nhiều gia đình nuôi cá thường mua thức ăn viên của các cơ sở chế biến thức ăn. Giá thức ăn cho cá ngày một tăng cao làm cho người nuôi cá không có lãi, thậm chí bị lỗ. Vì vậy, tự chế biến thức ăn cho cá bằng các nguyên liệu sẵn có rẻ tiền sẽ làm hạ giá thành sản xuất. Hàng ngày phải thăm ao vào sáng sớm và chiều tối để quan sát hoạt động của cá, màu nước, bệnh cá, địch hại để có biện pháp xử lý kịp thời. Vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng là thời điểm cá hay nổi đầu, vỗ tay thấy cá không lặn, chứng tỏ ao thiếu oxy. Nếu thấy cá nổi đầu, dáng mệt mỏi, kém phản xạ với tiếng động, khi mặt trời lên cao mà chưa thấy cá lặn hết là biểu thị nước ao thiếu oxy nghiêm trọng. Khắc phục bằng cách ngừng bón phân, ngừng cho cá ăn và thay ngay nước cũ bằng nước mới từ 10 đến 20%. We'll be right back.
Để bảo vệ cá trong mô hình này, bà con nên dùng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, tránh dùng quá chất, thuốc bảo vệ thực vật trong chăm sóc dừa. Tốt nhất nên trồng dừa theo hướng sinh thái. Xin chúc cho bà con thành công. Đến đây thì chuyên đề khuyến ngư kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở chương trình kỳ sau.